Xin kính chào các quý anh chị, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Kính thưa quý anh chị, trước mặt quý vị và tất cả các bạn đó chính là dòng sản phẩm Suzuki XL7 năm 2022. Và trong clip ngày hôm nay, Quý sẽ cập nhật bảng giá khuyến mãi mới nhất ở trong tháng 11 này của Suzuki XL7 để quý vị các bạn để biết xem là giá bán như thế nào, khuyến mãi ra sao để quý anh chị trước khi mà chúng ta đặt hàng ở trong tháng 11 và tháng 12 này. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà đừng quên rằng ấn giúp Quý đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh cả nhà nha. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới đến mức giá bán của chiếc xe XL7. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có mức giá bán niêm yết là 599 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi chỉ còn là 555 triệu đồng mà thôi. Nghĩa là đã khuyến mãi dành cho mọi người khoảng tầm 45 triệu đồng rồi, cụ thể là 44 triệu. Và để lăn bánh được tại Hà Nội thì mọi người sẽ cộng thêm tiền thuế trước bạ là 12%, còn ở tỉnh thì sẽ là 10%, và cũng như tương tự như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiền biển thì Hà Nội sẽ là 20 triệu, thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu, còn đối với tỉnh thì chúng ta chỉ lăn quanh rơi vào khoảng từ 500 cho tới 2 triệu đồng, tất nhiên ở từng tỉnh thành. Ngoài ra chúng ta sẽ cộng thêm là phí đường bộ này, bảo hiểm trách nhiệm dân sự này, và ví dụ như đăng kiểm thì có kinh doanh và không kinh doanh, thì cụ thể lăn bánh tại Hà Nội sẽ rơi vào khoảng là 652 triệu đồng, lăn bánh tại tỉnh thì sẽ là 625 triệu, và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 645 triệu đồng. Với những quý anh chị mà chúng ta ở tỉnh thì mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp em là 185 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được rồi. Còn lăn bánh ở Hà Nội thì chỉ cần chuẩn bị giúp em là 210 triệu đồng. Còn lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ rơi vào khoảng là 195 triệu đồng thôi là chúng ta đã sở hữu, do đại lý đang có chương trình khuyến mãi và cũng như là ưu đãi 80% giá trị vay đối với dòng sản phẩm xe ô tô. Nghĩa mọi người chuẩn bị giúp em là 20% như em vừa mới chia sẻ. Và em xin được nhắc lại, lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 652, tỉnh 625, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 645. Và nếu quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất từ đại lý. Ngoài phiên bản màu trắng ra thì hiện tại bên em còn có rất nhiều các cái màu sắc khác như màu đen, màu đỏ, cam, kaki và màu xám dành cho anh chị. Thì nếu khi mà quý anh chị chúng ta nhắn tin qua Zalo ấy, thì em sẽ thứ nhất là đưa ra cho anh chị hình ảnh thực tế của các cái màu xe anh chị mong muốn. Thứ hai đó chính là báo giá cái việc khuyến mãi. Và thứ ba đó chính là về trả góp hàng tháng. Thì như em vừa mới chia sẻ cho mọi người, đây là số tiền tối thiểu mọi người cần chuẩn bị như 185 triệu tại tỉnh. Tuy nhiên thì có rất nhiều các quý anh chị chúng ta không vay 80% mà chỉ vay 50 hoặc là 30 thôi. Thì cụ thể như thế nào thì mọi người cứ inbox qua Zalo thì em sẽ tính bảng tính rất chi tiết dành cho mọi người. Để hầu hết bây giờ mọi người khi mà mua xe, đặc biệt là dòng MPV thì mọi người hay vay nhiều. Đó, thì nếu có nhu cầu thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Còn đối với về những cái đặc điểm nổi bật của Suzuki XL7 ấy, thì là một chữ xe theo kiểu SUV nhập khẩu, với có tổng cộng là 7 ghế, 1.5 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, cạnh tranh trực tiếp với dòng xe như là Expander hay là Veloz mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đối với XL7 ở thời điểm tại, có lẽ ba cái điều mà Quyết cảm thấy rằng là rất phù hợp. Thứ nhất là về giá bán, xe đang có một cái mức giá bán rất là tốt sau khi mà khuyến mãi chỉ có 555 triệu đồng mà thôi. Cái thứ hai đó chính là về thương hiệu về Nhật Bản. Khi mà một chiếc xe chỉ có cái mức giá bán ở trong cạnh tranh trực tiếp với cả chiếc xe như Avanza hay là Expander. Thứ ba đó chính là về điều hòa hay là về chi phí bảo dưỡng thì của một chiếc xe từ Nhật Bản thì cũng rất là hợp lý. Còn nói về các tính năng option thì chúng ta cần phải nói tới đó chính là về chiếc xe này, sự rộng rãi của chiếc xe XL7. Khi mà chiều dài rộng cao của chiếc xe lần lượt là 4450 x 1775 x 1710, có chiều dài cơ sở là 2740 mm, có khoảng giấm cầm xe là 200 mm. Ngoài ra thì sự rộng rãi và tiện dụng của ưu điểm XL7 thừa kế bởi Ertiga. Điểm nhấn ở điểm táp lô của Suzuki XL7 vẫn là cái cụm cảm ứng trung tâm và tách rời với bản táp lô, trong khi mà bề mặt của bản táp lô rất là phẳng và tiết diện thu hẹp, hạn chế được cái việc mà phản xạ bóng ở táp lô vào phía trước của người lái, khiến cho người lái khó có thể nhìn khi mà trời nắng. Chất liệu ốp của Suzuki XL7 sử dụng bằng ốp nhựa màu đen bóng và vân gỗ như Ertiga. Cụm đồng hồ người lái của Suzuki XL7 tiếp tục được trang bị hai màn hình, đó là analog. Cụm màn hình đa thông tin có hiển thị đó chính là đồng hồ
nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ làm mát ở phía bên trong xe. Hàng ghế thứ hai của XL7 thì có thể trượt ngả và trang bị hai tựa đồ gối cổ giúp chiếc xe có thể gập được 60-40. Trong khi đó thì hàng ghế thứ ba của XL7 có thể gập được theo tỷ lệ là 50-50, gập sàn phẳng giống như chiếc xe Toyota Veloz. Về trang bị tiện nghi thì chúng ta sẽ có màn hình cảm ứng lên tới là 10 inch có kết nối Android Auto và Apple CarPlay cho các cổng kết nối chuẩn như là AUX, USB, Bluetooth, đàm thoại rảnh tay và đi kèm với là 4 loa. Về trang bị thì chúng ta sẽ có điều hòa tự động rất là hiện đại. Ngoài ra thì hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba cũng được trang bị cửa gió riêng, có thể điều chỉnh được tốc độ độc lập. Tuy nhiên thì cửa gió ở phía sau khá là cổ điển và đơn giản. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn được trang bị một số các tính năng như là khóa cửa thông minh, khởi động nút bấm bằng start stop, cửa kính, chỉnh điện ở phía trước và phía sau. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất.